Katha đến từ, vâng, bên kia là hit, cái hit và cái gì đó. À, bên mình là hit Katha, bên kia là Permac. Rồi, tươi. Tiếp tục là chém cho tiếng này. Không nhớ. Chờ tí để xem lại. Cái này mắt mình nó hơi cận một chút, các bạn thông cảm. Để xem nào. Từ từ nhá. Đừng gì. Vâng, Katha. Katha. Vâng, đúng rồi, đúng là Permac, mình vừa xem lại cái clip. Vâng, thì đúng là bên họ là Permac, mình là hit Katha. May mắn trận này có hit, nhưng mà bài hit cần phải lên đời cơ. Hit lên được đời có thể cân được cả cái bản đồ này. Và vấn đề tất nhiên là phải có ốc. Về thả đồ bị trọng yếu thì nhiều khả năng quẳng lắm. Vâng, tất cả đều 16 sân sau pha soi tham vừa rồi của cầu thủ U97. Chi mạnh và các cầu thủ lấy màu hơi lung tung. Mỗi trận một màu. Katha này hiệu 7. BS đầu tiên chưa? Vâng, một đàn hiệu. Một bùi rồi, cánh rừng này dường như kín. Vòng bay vàng này nằm giữa hai cánh rừng. Vậy là tí nữa sẽ có một chiếc bé ăn vàng là siêu đẹp. Thôi, phi luôn đi. Và người ta bảo là thiên hạ thủ vi cường. Xúc trước. Có đi được không? À, như vậy là vẫn đi được. Rồi, không. Tôi đã hỏi là có đi được không rồi. Một pha mà đập mặt vào vàng. Ở ngoài đời thì có ai thích đập mặt vào vàng. Nhưng mà trong này thì không phải như vậy. Vâng, Max C bài này, à không, Katha bài này khung nhà. Vâng, bài rất kín dành cho Katha. Đây là một bài này đổ cho Hitty thì có lẽ rằng vô địch thiên hạ. Vâng, Katha của vâng chi mệnh lớn đời xứng Hàn Đô. Vâng, chưa ai lên đời, vẫn chưa ai lên đời. Vâng, xin nhắc lại là vẫn chưa ai lên đời. Một trận mà không trả kích sớm lắm, vâng, đây là đầu 10 thôi. Nhưng mà đây là có lẽ bên kia là siêu yếu.
Và bắt đầu đào vàng. Có lẽ với bài này tôi nghĩ không nghĩ anh không cần yên hoang. Vẽ ruộng, vẽ xèo thoải mái. Rồi, ui dồi, như tôi nói thì bãi vẫn bé ăn vàng nó mắc binh đẹp luôn. Nhưng mà bé ăn vàng này chỉ cần một con tê hay là một con ngựa giò thôi thì một con tê, một con quậy thôi thì mệt lắm. Vâng, sóc 1L trận đấu này. Vâng, con lạc đà của anh là không có công giáp. Trong nhà có thủ phù không? Bây giờ là một gì mà muốn hit một pơ min ạ. Bây giờ là một gì à, quên rồi. À, bây giờ là một pơ mác thôi. Vẫn là không cần phải thủ phù. Bây giờ bí mẹ có mác C. Vâng, thôi bò vào, bò vào. Ruộng. Rồi. Có là sang đỡ, vâng chỉ cần sang đỡ thôi là thắng rồi. Hit tì thư khỏe là được. Đấy, tỉ bài. Bằng không công giáp nó đau chứ, bằng vẽ thêm ruộng đi em ơi. Vẽ thêm ruộng. Vâng, ăn chặn bãi ăn hoàng của bố trước cũng được. Vâng, rồi một e nữa, bài rất kín dành cho Kata. Vâng, khó rồi, dường như là U97 đã chết. Vâng, Phơ và Mark quá khỏe. 2-0, phải chăng sẽ là 3-0. Vâng, lại cuộc lộn ngưỡng dòng. cuộc lộn ngưỡng dòng thôi. Bây giờ thì trận nào cũng là trận chung kết. Chúng ta đến với trận hiệu thứ 3 trong series đấu thứ 3. À, series đấu thứ 4.